Hôm nay chúng ta học bài số 22, Mu Tan Huynh Tan Ân, Hà Miên, Án Diều. Hôm nay gì ạ? Mu Tan Huynh Tan đây là vi phạm luật giao thông đấy ạ. Hà Miên, Án Diều, không được. Thì hôm nay chúng ta sẽ học là mục tiêu bài học về Kum Chi Haki và Yumaraki. Đó chính là gì ạ? Đó chính là cái việc nói về lý do hoặc là những cái điều cấm, việc cấm. Và ngữ pháp hôm nay chúng ta sẽ học là động từ. Động từ đi với ư miên, án duy giả. Và chúng ta sẽ học, hôm nay chúng ta sẽ học cấu trúc là ư miên, đó là nếu. Nhá. À, nếu làm việc gì đó thì không được. Và hôm nay chúng ta sẽ học là Unica, đây là vì cái gì đó thì không được nhá, vì cái gì đó nên có cái đặt kết quả số 2, nếu làm cái gì đó thì không được hoặc là có một hành động thứ hai nhá. Và chúng ta về từ vựng, chúng ta sẽ học về cương chi, đó chính là những cái biển cấm, những cái điều cấm kỵ. Và thứ hai nữa là tham miên ản tuyên nên thăng dùng, đây là những cái hành động mà không được làm. Nên các bạn chú ý như vậy ở bên Hàn Quốc nhé, đặc biệt ở bên Hàn Quốc hoặc là trước mặt những người Hàn Quốc của chúng ta hạn chế. Tiếp theo, công chung công công trang sô phiêu chi phàn, đây là biển thông báo nơi công cộng. Và chúng ta sẽ vào từng phần trong phần bài này. Ở đây chúng ta có cái bài này thì chúng ta xem cái phần từ vựng bên dưới, đó là chính là Thachida là bị thương, Phiêu Chi Phan là biển báo, Huynh Tan Phô Tô là lối sang đường dành cho người đi bộ. Đấy, Huynh Tan Phô Tô là cái đoạn đoạn này này, lối sang đường này nhá. Các bạn nhìn vào hoàn cảnh đây thấy một bạn này, bạn ngăn bạn này định phi sang đường, đây là Tuấn rồi. Tuấn nói ạ, Chaga anh nói ô, Pali khẩn cayo. Chaga à nói không có ô tô đến, tức là ô tô không không có xe nào cả. Pali khẩn băng qua nhanh, băng nhanh qua đường thôi. Yuki eso kiden khẩn ản dê, nếu mà chúng ta sang đường ở đây thì không được. Đó, các bạn thấy là bạn Tuấn này đúng phong cách Vietnam style đúng không? Cứ chỉ cần không cần có xe là chúng ta sẽ à, tiếp theo, cho tu ông nâng đề. Cha tô ở bên đề, cha, ô tô. Tô là cũng, cha tô ở bên đề, mua ô téo. Sao thế? Chẳng có ô tô nào mà. Người ta mình là cứ không có ô tô là phi băng qua đường, chỗ nào băng qua đường. Ôn ma trở nè, ôn ma trở nè là không lâu trước đây. Chê chinh cu tô, bạn của tôi ấy cũng. Mu tan huynh tan ân ha ta ga tha chất sở. Cũng vi phạm luật giao thông. Nhá, vi phạm luật giao thông và ngay sau đó là bị thương, nên là bị thương. Chồng mang nhau thật vậy à? Cho nên Bhutan Huynh Tan Kum Chi Phiêu Chi Phani Isoto Kanyang Kirin Khonun Nhân Đế. Tôi thì dù có biển báo, biển đây ạ, biển cấm băng qua đường, biển cấm băng qua đường thì ít sơ tô, cho dù dù có đi chăng nữa, cần nhang đây là cứ thế, cứ khi đơn khởi nơn khởi nơn đề cứ thế băng qua đường thôi. Tuấn chi tô apro chú sim hát đều, Tuấn là từ giờ về sau là hãy cẩn thận nhé ạ. Chờ kỳ huynh tân phụ tù gà ở kia có cái lối sang đường dành cho người đi bộ, phát ly gầy đi nhanh lên.
Xin lỗi các bạn nhé, vừa xong thì tôi có bận một tí.
Bây giờ chúng ta lại tiếp tục nha các bạn nhé. Và bây giờ tôi mời các bạn đóng vai trong cái đoạn hội thoại này các bạn nhé. Nè. Thầy giáo mời Hà với Trang đóng vai nhé. Hà đóng vai là Tuấn và Trang đóng vai là Monica nhé. Chaga Andeo, Pali Gunner Kyle. Yogi Sơ Kirin Gunner Mien. Anh đều. Cha tôi ở Ninh Tề mua ở đều. Ơn mang chọn lấy che chingu to mu tan huynh tan nên ha ta ca ta chết rồi. Chồng mang nhóc. Cho nên mu tan huynh tan cơm chi phiêu chi pani ít sơ đồ cư nàng kỳ rừng cất cơn nớt nâng tề. Tuan xinen apuro cho sim haseo. Cho ki huynh tan mô tô ki isoyo panikayo. Trang ơi, huynh tan cho ki huynh tan kutoka isoyo. Huynh tan mô huynh tan mô tô ka. Bây giờ mời bạn Ngọc với bạn Hiếu ạ. Bạn Hiếu đóng vai Tuấn, bạn Ngọc đóng vai Monica. Chaka an vayo pali kenekayo. Yoki eso ki Kirin cơn miên an toàn toàn an tuệ ổ an tuệ ổ cha tôi ở nên tế mua ở tiêu ơn mà cho nên che chín cụ tu mu tan huynh tan ha ta ca ta chết sợi ổ. Cho mà nhớ. Cho nên mô tan huynh tan. Cùng chi phiêu chi pani. Ý sơ tố. Cứ nhàng khi rừng cơ nát để. Tuan si tố. Apu rô. Cho sim ha seo cho ki huynh tan potoka isoyo panli kayo. Đấy. Ok. Chúng ta nghe phần bài này nhá. Nhưng mà thầy giáo thấy là các bạn chú ý đọc một chút nhá, đọc nhanh một chút các bạn nhá.22과 무단 횡단을 하면 안 돼요. 대화 1. 차가 안 와요. 빨리 건너가요. 여기에서 길을 건너면 안 돼요. 차도 없는데 뭐 어때요? 얼마 전에 제 친구도 무단 횡단을 하다가 다쳤어요. 정말요? 저는 무단횡단 금지 표지판이 있어도 그냥 길을 건넜는데. 투안 씨도 앞으로 조심하세요. 저기 횡단보도가 있어요. 빨리 가요. 22과 무단횡단을 하면 안 돼요. 대화 1. 차가 안 와요. 빨리 건너가요. 여기에서
길을 건너면 안 돼요. 차도 없는데 뭐 어때요? 얼마 전에 제 친구도 무단횡단을 하다가 다쳤어요. 정말요? 저는 무단횡단 금지 표지판이 있어도 그냥 길을 건넜는데. 투안 씨도 앞으로 조심하세요. 저기 횡단보도가 있어요. 빨리 가요. 오케이, các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần từ vựng. Đây là phần từ vựng. Phần này chúng ta học đầu tiên đó là phần cấm chi. Cấm chi đó là cấm gì đấy? Cấm. Thì thầy giáo đã đăng cái hình này vào trong nhóm của hôm qua rồi đấy. Đầu tiên là cấm yên là cấm hút thuốc ạ. Cấm yên. Cấm nhờ. Tiếp theo là xích mùl, xích mùl, hàn nhịp cơm chi, không ăn, cấm ăn đồ ăn vào. Hữu tê trơn hoa sa yung cơm chi, hữu tê trơn hoa sa yung cơm chi. Sa chín chán yung cơm chi. Xin nè trần xúc. Xin nè trần xúc. Chú rếp cơm chi. Chụp cân cơm chi. Mũ tan huynh tan cơm chi. Chú gia cơm chi. Rồi khoa xúc cùng gì. Thế bây giờ chúng ta thầy giáo mời các bạn mỗi người đọc lại một lần từ vựng này. Đây, bây giờ các bạn đọc giúp tôi với ạ. Mời bạn Hiếu ạ. Cơm dần. Xích mùn. Bà nếp cơm chỉ. Hiếu tè chân hoa. Sa dung cơm chỉ. Thầy ơi, thầy phóng to to ra một tí nữa không? Em không nhìn. Phóng to được. Đồ, to quá. Không sao. Nhìn rõ chưa? Sa chín chua dân kim chi. Sa chín chuan dân. Chuan dân kim kim chi. Xin nè chân xúc. Chun lip kim chi. Chấp cân kim chi. Mù tan hoành tan cơm chỉ. Tư cha cơm chỉ. Qua sóc cơm chỉ. Chú cha cơm chỉ và qua sóc cơm chỉ. Bây giờ mời bạn tiếp theo. Mời bạn Hà. Cơm nhơn. Xích môn ban nếp cơm chỉ. Hiêu thê trơn hoa sa yông cơm chỉ. Sa chín cha nhân cơm chỉ. Xin nê chăm sóc. Chú rít cơm chỉ. Chấp cân cơm chỉ. Mô tan huynh tan cơm chỉ. Chú cha cơm chỉ. Khoa sóc cơm chỉ. Ok. Mời Ngọc. Cơm yên. Xích mùn. Phan íp cơm chỉ. Hiu theo trơn hoa sa rong cơm chi sa chín choa choan choan rong cơm chi xin nê cơm xin nê chân xúc chu nếp cơm chi chơ 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 cân cơm chi chơ cân cơm chi mu tan huynh tan cơm chi chu cha cơm chi qua xúc cơm chi qua xúc em ơi qua xúc cơm chi qua xúc cơm chi
qua sốc cơm chi. Rồi. Ok, mời bạn Trang. Nè. Cơm yên, ấm xích môn, ba nếp cơm chi, hưu tê chân hoa sa yông cơm chi, sa chín, choa yông cơm chi, si lê trong xúc, chú rip cơm chi, chót cơn cơm chi, mưu tê, mưu tán, huynh tán cơm chi, chú cha cơm chi, quá sốc cơm chi. Okay. Trong những cái biển cấm này các bạn chú ý, thứ nhất là chú cha cơm chi, các bạn đã bao giờ vi phạm chưa? Chưa có xe chưa vi phạm. Chưa. Có rồi như thế. Có rồi. Nhớ có rồi đúng không? Anh Hiếu đã bao giờ đi qua sốc cơm chi chưa? Vượt quá cái 60 chưa? Có. Có. Đây các bạn đi xe máy đã bao giờ đi bị qua sốc chưa? Chưa. Nhiều. Chưa, Ngọc chưa bao giờ bị quá tốc độ. Đi qua, đi quá rồi nhưng chưa bị bao giờ bị bắt. Ồ, thế à? Tôi có một đợt đi qua cái chỗ ở Phú Bình, chỗ chợ có ngựa. Hai lần, bị bắt hai lần rồi. Một lần thì bị phạt, phạt luôn. Là quá có 12 cây, phạt luôn. Quá có 12 cây thôi á? Vâng, cái đoạn đấy ngày trước nó chỉ có 40 km/h, mình đi 52 cây thì tôi chịu phạt. Thế nhưng mà đoạn sau thì lần thứ hai thì bị tới 28 cây, cho nên là không... Thế là người ta bê xe về, mình đi xe buýt về. Nói chung là đi quen thì quanh Thái Nguyên này, chỗ nào công an đứng là biết hết rồi, trừ đen là đội phường đi bắt rồi. Còn ô tô thì chuyện bán tốc độ là chuyện bình thường. 500, 700 một lần, xin nhan đường cao tốc Hải Phòng đều như bắt tay. Đến lúc nó gọi vào cái mới quên mất được, ôi chết, chết rồi, sang sang làm chưa xin nhan nào. Thôi kệ thôi, đây là cấm nhá. Các bạn lưu ý đây, cái gì đó đi với ư miên sẽ ản tuê ổ nhá. Ví dụ tất cả cái này chúng ta thêm, ví dụ như là vì là khu vực hút thuốc chẳng hạn, mà chúng ta hút thuốc thì không được nhá. Đấy, nếu mà làm việc gì đó thì không được nhá. Hôm nay chúng ta sẽ học ngữ pháp này, nếu làm gì đó thì không được. Đây các bạn xem ví dụ đây ạ. Ikosun, Ikosun là cái nơi này. Chúcha kumchiyo, nơi này, nơi này là cấm đỗ xe. Yokie chucha hamyeon andeyo, nên các bạn chú ý là chucha hamyeon andeyo. Vì ở đây làm sao? Đây là khu vực cấm đỗ xe. Đó, cấm đỗ xe cho nên là chú cha hai bên ẩn đều. Chúng ta thì nắm bắt được chưa? Ở bốn lát sôi ô, chuyến sông không đi ra. Ở Việt Nam cũng không có chuyện chuyến sông không đi ra đâu ạ. Đúng không bạn Hiếu ơi? Cái này thì em không biết bởi vì em chưa bị tóm. Thế nên là chắc là không cho xin lỗi đâu. Không xin lỗi đâu ạ. 2 triệu. Nam đâu xin lỗi. Việt Nam không có xin lỗi đâu. Chờ mãi được vị dính đạn xin lỗi được. Xin lỗi được thì không phải công an để làm gì. Tiếp theo. Yo kie so sa chin nen chicken sui seo. Ở đây có thể chụp ảnh được không? Thì các bạn lưu ý cho tôi là cái có thể chụp ảnh. Đây ạ. Sa chin nen chic ta chụp ảnh. Chicken sui seo đây là có thể chụp ảnh. Ở đây được không? Anio Park Won Kwan Anesor. Park Won Kwan là viện bảo tàng. Anesor는 ở bên trong viện bảo tàng ấy. Sajin은 지금은 안 돼요. Sajin은 지금은 안 돼요. Đây ạ. Thế các bạn chú ý như vậy nhé. Sajin은 지금은 안 돼요. Cái này không chỉ là một câu nói đâu ạ. Mà ở Hàn Quốc ấy, trong viện bảo tàng đều cấm quay phim chụp ảnh đấy ạ. Bởi vì những cái hiện vật ở trong bảo tàng đó ấy, thì chỉ có ở nơi đó có thôi ạ. Trên mạng cũng không có luôn ạ. Cho nên là các bạn muốn đi xem ấy, các bạn phải đến tận nơi.
Vì như thế ở viện bảo tàng ở bên nước ngoài người ta vẫn lúc nào cũng có khách, nhưng Việt Nam chả có gì. Việt Nam là chúng ta được mang máy ảnh vào chụp lia liệu đấy. Cuối cùng là gì ạ? Cuối cùng là viện bảo tàng đấy có cái gì, người ta chỉ cần lên mạng người ta gõ cái viện bảo tàng quân đội chẳng hạn, có tất cả mọi thứ này. Bảo tàng các dân tộc Việt Nam có tất cả mọi thứ luôn. Được chưa? Cái này các bạn hiểu chưa? Nếu chúng ta thực hiện hành động gì đó thì không được. Nếu động từ mà có phụm đáy thì y với ư, không có phụm đáy sẽ không có ư. Được chưa? Ok, chúng ta tiếp tục phần từ vựng ở đây ạ. Kurimon Bogo, Ava Chun, Kyuhin, Jun Kina Seo. Và chúng ta hãy nối những biểu hiện đúng. Nhìn bức tranh và nối những biểu hiện đúng ạ. Đây ạ. Và số 1 nối với cái gì ạ? Các bạn. Kumyun. Một đối với cơm nhuần đó, cơm nhuần. Thứ hai. Chất chất cần cần chi. Chất cần cần chi, rồi cấm tờ đúng không ạ? Cái số 3 là gì đấy? Chú cha cần chi. Chú cha cần chi. Mề chú cha cần chi. Cái số 4 ạ, trong phòng im lặng đúng không ạ? Xin lấy chăm sóc. Còn cấm mang đồ ăn vào thì ở đây ạ. Ươm xích bùl là những đồ ăn uống, pan nít là không được mang vào. Cùng chỉ, cấm chỉ. Đây các bạn làm luôn cái dưới này. Chúng ta sử dụng ư miên ản tươi tà thì chúng ta sẽ kết hợp với những cái biển báo này để chúng ta hoàn thành hội thoại. Câu số 1 chúng ta sẽ chọn những từ dưới vào bên dưới này vào để chúng ta gợi ý. Đầu tiên bên trong thì làm gì đây ạ? Bên trong chắc là đi vào rồi đúng không ạ? Từ đầu cả ta. Đây, từ đầu cả này sẽ vào số 1. Tiếp theo, cái có máy ảnh như chắc là máy ảnh đây đúng không? Sai chính là chính. Đấy, ba cái vị trí như này rồi, bây giờ ba bạn làm giúp tôi ba câu ạ. Chúng ta lớp mình có 4 người thì chúng ta xong luôn. Ai làm câu 1, ai làm câu 2 ạ? Em câu 1. Rồi. Ane turuka mien anteo. Ane turuka mien anteo. Rồi. Ok. Câu 2 ạ. Công nhân trang ở đây là cái buổi công diễn. Trong cái buổi công diễn ấy, ở cái nơi công diễn ấy, thì nếu mà quay phim chụp ảnh, nếu mà chụp ảnh thì không được. Nói như nào? Các bạn, ai làm gì? Công nhân trang ăn. Ê sơ sa sa chi sa chi nuôi chích cư miên án tuệ ồ nè mắc suy nghĩ lại sa công nhân trang án ê sơ sa chi nên chích cư miên án tuệ ồ. Câu số 3 mời bạn nào đây ạ? Bạn Hiếu hay bạn Ngọc đây ạ? Công trang án ê sơ thông hoa rừng hoa miên án tuệ ồ. Nè. Ở đây bạn Hiếu lưu ý giúp tôi là cực trang nhé, cực trang. Cực trang à này sơ, thông qua khám nhất là được. Và bây giờ thế ngoài ra thì mỗi người nói một câu, tự nghĩ ra một câu để nói sử dụng ưu nhân ảnh tuê tà này như thế nào ạ? Mỗi người làm thêm một câu ở bên ngoài được không ạ? Thực tình huống thực tế ạ. Thank you.
Ồ, không ai làm ví dụ à? Công quân ế sơ Sure kirin perimien andeo. Nè. Công quân ập rồi. Khai nguyên công quân ập rồi. Nào bạn Hiếu ạ, lấy một ví dụ ạ. Zetika huynh tan phô tô im nị tà. Chun cha cưng chi. Huynh tan phô tô im nị tà thì chúng ta đấy là, đây là cái lối xe đường dành cho người đi bộ rồi. Thì đương nhiên chỗ đấy là sẽ cấm đỗ xe rồi. Và bạn chỉ cần bảo là đỗ xe, nếu đỗ xe ở đây thì không được. Chun cha cơm chi nên ham miên à chun cha ham miên đi em, chun cha ham miên, chun cha ham miên, chun cha ham miên à đúng rồi. Vâng, ok. Để bạn khác ạ. Học kiểu e cơm giờ, cơm giờ cơm miên à đúng rồi. Cái gì em? Học kiểu e cơm giờ cơm miên ăn tiêu. Cơm dương là cấm hút thuốc. Cơm dương hai miên ăn tiêu thì ở trường không được cấm hút thuốc ạ. Chị P ở nhà cấm hút thuốc. Tam P là thuốc lá. Piu đà. Đây là hút thuốc. Hút thuốc lá. Các bạn hiểu chưa ạ? Trang nói lại đi ạ. Ở trường học nếu hút thuốc lá thì không được, thì nói như nào? Hát kêu e bì u kêu hát kêu e sơ em ơi. Hát kêu e sơ. Hát kêu e sơ bì u miên ăn đều. Cái gì? Tam bè rừng. Piu miên. Piu miên. Ăn tuệ. Ăn tuệ. Đúng rồi. Ăn tuệ. Ăn tuệ. Ngọc làm ví dụ Ngọc ơi. Ngọc đâu rồi? Đây rồi. Nếu không ăn cơm thì không được. Nếu kết hôn thì không được. Nếu học tiếng Hàn thì không được. Nếu mua quần áo thì không được. Nếu uống bia thì không được. Em không học từ vựng quên gần hết rồi đấy ơi. Quên gần hết thầy ơi, làm nào? Thế lấy một ví dụ sau nhá. Nói chung là em phải đặt cái việc ưu tiên, việc em muốn làm việc gì thì em phải ưu tiên cái việc đó. Còn ưu tiên những việc khác thì đương nhiên là chúng ta cái việc này chúng ta sẽ khó. Thôi, học sẽ không nhớ. Ví dụ bài hôm nay chúng ta học bài 22 hạn. Thì em tranh thủ về sớm được 50 phút em phải đọc hết bài 22 này đi. Có, em về đọc hết rồi, đọc hết một lượt, đọc hết mấy lượt rồi. Đọc, vừa đọc vừa nghe lại rồi. Như kiểu những bài trước ấy, kiểu đôi bài kiểu không kịp ấy. Chứ bài này nay về sớm là đọc được hết lượt rồi. Thế bây giờ nếu ăn cơm thì không được thì có nói được không? Nếu không ăn cơm thì không được. Nếu không làm việc nhà thì không được. Nếu không đi làm thì không được.
Đấy, những câu như thế. Hoặc gặp người khác nếu không chào thì không được. Bây giờ có ai làm giúp tôi một câu đó là nếu không chào thì không được không? Các bạn khác? Hiếu Hà Trang có đây không ạ? Có. Thế bây giờ thầy giáo vừa nói câu là nếu không chào thì không được thì nói như thế nào ạ? Nếu không chào. Thế bây giờ em gặp sếp ấy, thì chúng ta nói với nhau là nếu không chào ông đấy thì không được, phải chào ấy. Chào là gì? Chào là gì? Không biết chào là gì à? Chào là in sa ha ta. Nếu không in sa ha ta thì không được, có nói được không ạ? In san ha miên. Anh tuyệt. In sa ha miên án tiêu đấy là nếu chào thì không được, tức là mình không được chào. Bây giờ tôi nói tiếng Việt đó là không chào thì không được. Không chào thì không được. Chứ các bạn vừa làm câu đấy là nếu chào thì không được. Nó ngược nhau đấy ạ. An in sa ha miên an tiêu. Các bạn biết những cái động từ mà có ha ta thì chúng ta phải chữ an chúng ta phải chèn vào đâu ạ? In sa an ha miên an tiêu. Tôi nói lần này được không nhỉ? San ha miên in sa an ha miên. Nè, in sa an ha miên an tiêu. Tiêu. Nè. Nó giống như kiểu này, son chang nim man na tho. Son chang nim man na tho in sa an ha myeon an deyo. Nè. Nói lại ạ. Bạn Hàn thử nói lại câu thầy giáo vừa nói. Son chang nim man na tho in sa an ha myeon an deyo. Đúng rồi. Nè, 맞습니다. Hắc quân này sơ, hắc quân này sơ. 학교에서 선생님 만나면 인사 안 하면 안 돼요. 오케이? 네. 중학교에. 야. 드디어. 밖에서 선생님 만나면 인사하면 인사 안 하면 돼요. 네. 이거 아니야. 밖에서 thì ở ngoài mà gặp thầy giáo thì không chào cũng không chào không được. Không chào cũng được. In sa in sa an ha miên đều không phải là an đều. Cười. Tôi nói thật các bạn ở bên ngoài nhiều tình huống là tôi gặp rồi nó cũng hơi bị éo le đấy. Mình cười. Em chào thầy, em chào thầy, thầy chào em. Ok, đấy là cái phần này ạ. Chúng ta sang phần tiếp theo các bạn nhé, sang phần thứ hai nhé. Đây là cuộc nói chuyện giữa Chi Hun và Lee Han.
chị Hồ nói Li An chị, bơ sư trường lưu trang này thơ, tam bè lên phiêu miên ẩn rượu. Đây tam bè phiêu tà đây. Tam bè phiêu miên ẩn rượu. Là ở cái điểm dừng xe buýt ấy. Tam bè phiêu miên, nếu mà hút thuốc lá, ẩn rượu không được. Phắc kê sơ tô, cho dù ở ngoài đi nữa. Tam bè lên phiêu su ẩn rượu. Ở ngoài mà không được hút thuốc à? Nè, bơ sư trường điều trắng ngân, khâm nhân khu yốc y nì ca. Bơ sư trường điều trắng là cái điểm dừng xe buýt đó. Vì là khu vực cấm hút thuốc. Khu yốc đây là khu vực, y là nì ca là vì. Vì là khu vực cấm hút thuốc. Tam bè rên phiêu miên, phôn cơm ơn nè ya biểu. Nếu mà hút thuốc lá ấy, thì phải nộp tiền phạt. Cái phôn cơm đây là tiền phạt. Nè là phải nộp, phải trả. Ya biểu là phải, phải nộp. Phải nộp phạt ấy. Phôn cơm là tiền phạt ấy. À, cứ đấy ô, vậy à, bố lát rồi ô, tôi không biết. Liang chi chờ tem mu ne, 5만 원 벌었으니까 밥 사세요. Chờ tem mu ne, vì tôi 5만 원 벌었으니까, vì tôi nên, nhờ có tôi nên đã, vì là nhờ có tôi đã tiết kiệm được, đã kiếm được 5만. Bơi tà là kiếm, bơi là đã kiếm, 5만 원, 5만 원. Phạp sát rồi, múc cơm đi. Ê, quý cứ để ô. Ê, gì vậy? Ha ha ha. Tức là như này, tại sao lại bạn ấy nói câu này? Bởi vì bên Hàn Quốc ấy, ở cái điểm dừng xe buýt này mà hút thuốc lá bị người khác phát hiện ấy, hoặc có hình ảnh ấy, thì các bạn sẽ bị phạt 5 man won ấy. 5 man won tương đương với 1 triệu tiền Việt Nam đấy. Đây là sẽ bị phạt nhá. Thế nên vì bạn này bạn ấy bảo cái tên Li Han này, cho nên là Li Han không hút thuốc nữa và coi như là không bị 5 man tiền phạt và không phải nộp phạt, tức là tiết kiệm được 5 man, cho nên là bảo là mua cơm cho tôi, đây là tiết kiệm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nghe qua một đoạn hội thoại này nhé. 대화 2. 리안 씨, 버스 정류장에서 담배를 피우면 안 돼요. 밖에서도 담배를 피울 수 없어요? 네, 버스 정류장은 금연 구역이니까 담배를 피우면 벌금을 내야 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 리안 씨, 저 때문에 5만 원 벌었으니까 밥 사세요. 에이, 왜 그래요? 오케이, 왜 그래요? 일단 해라, 하나 더 해. 대화 2. 리안 씨, 버스 정류장에서 담배를 피우면 안 돼요. 밖에서도 담배를 피울 수 없어요? 네, 버스 정류장은 금연 구역이니까 담배를 피우면 벌금을 내야 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 리안 씨, 저 때문에 5만 원 벌었으니까 밥 사세요. 에이... 왜 그래요? Bây giờ thầy giáo mời các bạn đóng vai nhé các bạn nhé. Mời bạn Trang với bạn Ngọc nhé. Trang với Ngọc ở đây chưa? Vâng. Bây giờ Trang sẽ đóng vai Chi Hun và Ngọc đóng vai Li Han nhé. Vâng.
시한 씨 버스 정류장에서 담배를 피우면 안 돼요. 밖에서도 담배를 피울 수 없어요? 네, 버스 정류장의 금연구역이니까 담배를 피우면 번금을 내야 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 몰랐어요. 리안 씨 저 때문에 5만 원. 엠 ơi, 저 때문에 em đọc ở đâu temuni đây? 저 때문에 5만 원 벌었으니까 밥 사세요. 에이, 왜 그런데요? các bạn đọc vẫn chậm lắm. Trang với Ngọc đọc lại một lần nữa nhé. Tắt mic đi, đọc lại trong tí nữa chúng ta này đọc lại nhá. Còn mời Hiếu với Hà. Nhân sĩ bất sự trang lưu trang nghe sơ tam bê rừng phiêu miên ảnh tuyêu. 밖에서도 담배를 피운 수 없어요? 네, 버스 정류장은 금연 구역이니까 담배를 피우면 번금은 내야 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 리안 씨, 저 때문에 5만 원 벌었으니까 밥 사세요. 에이, 왜 그래요? 나 오케이 마이. 안녕, 우리 밥장 다 xong chưa? 다 xong rồi. Vâng, lại tiếp tục Ngọc đóng vai, à Trang đóng vai Chi Hun và Ngọc đóng vai Li Han. Li Han 씨 버스 정류장에서 담배를 피우면 안 돼요. 밖에서도 담배를 피우면 피울 수 없어요? 네, 버스 정류장은 금연구역이니까 담배를 피우면 버른 난 나가 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 리한 씨, 저 때문에 5만 원 벌었으니까 밥 사세요. 에이, 왜 그래요? 나 오늘 좀 말해 하하하 나 하하하 나 Ngọc đọc lại cái từ không biết ạ. 몰랐어요 M O L đọc đơn giản 몰랐어요 ở Trang đọc cái chỗ mà phải nộp tiền phạt như nào? 본금을 내야 돼요. 벌금. 벌금. 벌금은 내야 돼요. Ok, 내야 돼요. Phải nộp tiền phạt. Tiền phạt đây là 5만 원 ấy, 5만 nhé. Và chúng ta có cái
khu vực là cu yếc này, phân cơm nê tàn nộp phạt này, phân giả là kiếm này. Thì ở đây chúng ta có một số hành động là hành động không được làm. Các bạn xem mấy hành động này. Đầu tiên hành động thứ nhất là tamperen piuta. Tamperen piuta là hút thuốc lá. Tambe công chô rơ và ly đà là vứt cái đầu lọc thuốc lá, vứt đầu thuốc lá. Sư đê kê rơn và ly đà là vứt rác. Chim ơn pét tà, chim là nước bọt, pét tà là nhổ. Tiêu thả ni đà, đây là vừa đi vừa chạy. Tôn tuân tà là làm ồn. Xe chi kê rơn hà đà là chen lấn xuống đấy. Chà ri rơn chà chi hà đà là kiếm chỗ. Ta đi đến hồn hồn lia sơ ăn đà ngồi dạng chân và xôn tê đà là chặn tay vào xôn tê đà. Ví dụ ở bảo tàng chẳng hạn, đồ vật rất là quý mà tính chất là giá trị lịch sử văn hóa, chúng ta không nên động tay vào nhé. Và động từ đi với nika thì chúng ta lưu ý đây là vì cái hành động với trước và nên hành động với hai ra. Các bạn hiểu chưa ạ? Thì chúng ta phối hợp như thế này ạ. Ví dụ này, vì là nơi cấm cái gì đó nhá. Vì là nơi cấm cái gì đó nên nếu làm cái gì đó thì không được đó là ăn tiêu. Ví dụ này nhá, ví dụ vì là nơi thì cấm cái gì đó đúng không? Hakkyo에서 학교는 금연 구역이니까 담배 피우면 안 돼요. Các bạn hình dung ra những câu như vậy không ạ? Đây thì chúng ta xem một vài ví dụ nhé. Đầu tiên số 1 này. 여기에서 담배는 피워도 돼요? Ở đây có hút thuốc lá được không? 아니요. 여기는 금연 구역이니까 밖에 나가서 피우세요. Vì đây là nơi cấm hút thuốc nên hãy đi ra ngoài để hút. Bạn hãy ra ngoài mà hút. Câu số 2. 버스를 타고 갈까요? Đi bằng xe buýt chứ bạn. 지금은 차가 막히니까 지하철은 타요. 타고 가요. Bây giờ là đang rất là tắc đường, vì bây giờ đang rất là tắc đường nên chúng ta hãy đi bằng tàu điện ngầm. 오늘 참 날씨가 막네요. Thì hôm nay thời tiết rất là đẹp. 네, 날씨 좋으니까 놀러 가고 싶어요. Vì là thời tiết đẹp nên tôi muốn đi chơi. Thì bây giờ chúng ta cứ đóng vai lẫn nhau để chúng ta hỏi cái này. Đầu tiên bạn Ngọc với bạn Hiếu thì đóng vai tình huống số 1. Ngọc hỏi và Hiếu trả lời. Tình huống số 2 là Hà hỏi và Trang trả lời. Tình huống số 3 là Trang hỏi và Hà trả lời. Mời bạn Ngọc đặt trước ạ. 여기에서 담배는 피워도 돼요? 피워도 돼요? 돼요? 아니요, 여기는 금전이니까 금전이니까 밖에 나가서 피우세요. 버스를 타고 갈까요? 지금은
사과 막히니까 지한천은 타고 가요. 오늘 지금은 사과 막히니까 차기 차가 차 chứ không phải xa. 차가 막히니까 막히니까 chứ không phải 막히니까 막히니까 지하철은 타고 가요. 타고 가요 chứ không phải 타고 가요. 타고 가요. 네. 오는 참 오는 참 난시가 막내요. 네, 난시가 좋으니까 놀러 가고 싶어요. 오케이. Đây là phần này ạ, thì chúng ta cho những cái lỗi của ghi những bạn này vào. Bên dưới chúng ta có bốn cái lỗi đó là tambe run piu ta, seki giren hata, Sudegirin Polida và Chimun Petra. Đấy, các bạn điền vào một vị trí 1, 2, 3, 4 từ nào ạ? Từ đầu tiên điền vào vị trí số mấy ạ? Sechi Sechi Kirin Hata. Số 2. Từ đầu tiên nên từ vựng số 2 đúng không ạ? Vào số 1 đúng không ạ? Vào cái tên này. Đây, Sechi Kirin Hata này. Tiếp theo, cái người vứt rác thì là gì ạ? Sudegirin Polida. Này, Sudegirin Polida này. Thế nhổ nước dãi, nhổ nước bọt, ý số mấy ạ? Chimun. Chimun Petta. Chimun Petta. Petta. Nó pet, Petta. Cuối cùng là hút thuốc lá. Thế chúng ta bảo là ở điểm dừng xe buýt nếu hút thuốc lá là không được thì chúng ta nói như nào? Ở điểm dừng xe buýt nếu mà chúng ta hút thuốc lá là không được thì nói như nào? Bạn hiểu không? Sư Trần Liêu Trang Nghe Sơ tam peren piu mien an deyo. Vâng, ok. Bạn Hà là nếu vứt rác ở điểm dừng xe buýt là không được, nói thế nào? Ơ sư chung lưu trang e sơ sư rê kì rừng bơ ri mien an deyo. Nè, đúng rồi. Nói bạn Trang, nếu mà ở điểm dừng xe buýt mà chen lấn xô đẩy thì không được, nói thế nào? Bơ sư nêu chăng sư trang su trang e sơ chim chim mừng pet từ miền, đúng rồi, pet từ miền, đúng không, pet có cụm đáy cho nên là sẽ là đi miền từ miền ăn tư miên ăn tiêu, đúng không ạ? Miên. Vâng. Ok. Ok, tiếp theo chúng ta nối cái này và chúng ta sau đó chúng ta dịch ạ. Cái này chúng ta nối giúp thầy giáo vậy ạ.
Các bạn câu 1 này nối với cái gì ạ? Nối với cờ nờ tờ hay là nối với cái gì đấy ạ? Câu 1 này. Một cờ. Tờ. 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 Một nối với tờ. Vâng. Hai nối với cờ. Hai nối với cờ. Ba nối gì ạ? Nợ. Cái nợ. Rồi, đây thầy giáo nối rồi này. Thế bây giờ chúng ta sẽ đọc một người đọc và một người dịch ạ. Đầu tiên là bạn Ngọc sẽ đọc câu số 1 nối với tờ nhé. Xong sau đó là bạn Hà sẽ dịch. Ikusun Sachin Chuan Dương. Chuan Dương. Chuan Dương rồi đúng không? Chuan Dương. Chuan Dương. Chuan Dương. Sachin Sachinen Chi Chi Cư Chi Cư Miên Ản Tuệ. Ok. Ở đây cấm quay phim chụp ảnh. Quay phim chụp ảnh không được. Là không được. Ờ em ơi, đoạn trên nó là vì mà. Nơi này là nơi cấm quay phim chụp ảnh vì nơi này là nơi cấm chụp ảnh nên cấm quay phim chụp ảnh nên Sachin Chikumen ảnh đều nếu nên chụp ảnh là không được. Nếu chụp ảnh là không được. Tiếp theo, chúng ta có câu số 2. Câu số 2 bạn nào làm câu số 2 ạ? Bạn Hà đọc câu số 2, bạn Trang dịch câu số 2 nhé. Cơn muôn an nê sơ nân tùm nhân y ni ca. Cơn muôn bà kê sơ tan bê rân phi u xê ô. Vì cấm hút thuốc trong tòa nhà. Lên vì cấm hút thuốc trong tòa nhà. Thì ở trong tòa nhà là cấm hút thuốc á. Vì trong tòa nhà cấm thuốc là hãy ra bên ngoài. Đúng rồi, hút hãy ra bên ngoài. Tòa nhà hút. Hoặc là chúng ta có thể là hãy hút ở bên ngoài tòa nhà. Vì bên trong tòa nhà là cấm hút thuốc lá nên hãy hút thuốc lá ở bên ngoài tòa nhà. Ok. Nào bạn Trang đọc câu số 3 và bạn Hiếu dịch câu số 3. Cất Trang am e sơ nân hưu tê chân hoa sa yông cung chi na ca chân hoa. Trơn hoa đơn, nam miên, an tuều. Bạn Hiếu dịch ạ. Trong rạp hát, à vì là trong rạp hát, không, à vì trong rạp hát cấm sử dụng điện thoại, nên sử dụng điện thoại là không được. Không, nếu nên gọi điện thoại là không được. À, nên nếu gọi điện thoại thì không được. Rồi ok bạn. Ok, đây ạ. Chúng ta có một số cái hoạt động như này, các bạn xem ví dụ đây. Tô sơ quan thì tôn tân tà. Tơ tân tà đây là làm ồn. Thì tô sơ qua này sơ, tơ tân miên ản tuều. Bạn kia là chuyển sông phong bì dài. Đây, ở bệnh viện thì không được gì đây ạ? Gọi điện bằng cái tiếng, bằng cái âm lượng lớn. Yeah. Thì chúng ta nói gì ạ? Ở bệnh viện ấy, thì nếu mà gọi điện bằng tiếng giọng lớn thì không được. Cái này chúng ta nhắc nhở lẫn nhau ấy. Yeah. Mi Xuân Quan đây là viện bảo tàng mỹ thuật.
Kurime sonteda. Nếu mà đưa tay lên địa các bức tranh thì không được. Công Yon Trang là nơi công diễn ạ. Sachinen chikta, sachinen chikumen andeo. Nếu mà ở nơi công diễn ấy thì gì ạ? Ở nơi công diễn nếu mà quay phim chụp nếu mà chụp ảnh thì không được. Đây ở Sichtang ở nhà ăn ấy, tamberen pyumen andeo. À bây giờ mỗi người làm một câu này ạ. Đầu tiên là bạn Hiếu sẽ làm câu 1, bạn Ngọc làm câu số 2 và bạn Trang câu số 3 và bạn Hà câu số 4 nhá. Nào các bạn cứ làm câu cục của mình đi ạ. Bạn Hiếu đã làm xong chưa ạ? Phiên nguồn nê sơ cơn sô ri rô chân hoa ham miên ản tuê ồ. Ok. Bức hình số 2. Nào. Kurime. 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 Mi sun quan에서. Kurime son te mien. 안 돼요. 네. Rồi, tiếp theo mời bạn Trang. À, Trang trước thì Trang thôi ạ. 네. 공연 장에서 사직 누이 chi khư chi khư miên án tuệ đúng rồi. Ok, chúng ta để chờ tam bê rin piu miên án tuệ ok tam bê piu miên án tuệ. Đây là các biển này các bạn chú ý ở Hàn Quốc nhá, các biển báo đặt ở nơi công cộng đây ạ. Đầu tiên là nhà vệ sinh, cái biển này chúng ta quen rồi đúng không ạ? Biển ra công trung chuyên hoa, cái biển này thì giờ chúng ta không còn nữa rồi. Bên đấy cũng bỏ hết bút điện thoại gì công cộng rồi. Chu Cha Trang ở chữ P này cũng giống như Việt Nam đấy. Pi Sang Cu là lối thoát hiểm. Là giống những biểu tượng này đa phần là giống nhau đấy. Cha Chân Liêu là ga tàu điện ngầm. Khi Cha Yước là ga tàu hỏa. Taxi Trường Điêu Trang là điểm dừng taxi. Pơ Sư Trường Điêu Trang là điểm dừng xe buýt. Elevator, đây là biểu tượng này là elevator, là thang máy. Escalator, escalator, đó là thang cuốn, thang cuốn ở siêu thị. Ok, escalator, đấy là thang cuốn ạ. Elevator là thang máy. Cha tông cha chuẩn dùng là đường dành riêng cho ô tô. Chuẩn dùng là đường dành riêng. Nhá. Tiếp theo, cha chân cơ chuẩn dùng là đường dành riêng cho xe đạp. Về nôi ác cha sốc. Để chỗ ngồi dành cho người yếu thế thì các bạn ở trên tàu điện ngầm hoặc là ở xe buýt thì bao giờ người ta có một hai hàng ghế là người ta dành cho những cái biểu tượng như thế này, đó là phụ nữ mang bầu này, người tàn tật và phụ nữ mang thai, con nhỏ. Ở trên tàu điện ngầm hoặc xe buýt ở Hàn Quốc ấy có thể nhìn thấy bảng thông báo trên.
Ở những nơi các bạn thế này thì việc nhường chỗ cho người già, người tàn tật, người có thai, người có trẻ em thì tốt. Giả sử dù không có người như vậy đi nữa, nếu nhìn thấy trẻ em cũng phải nhường chỗ. Thì cái này chúng ta như ở Việt Nam thôi, nhường chỗ cho người già, phụ nữ mang thai và em bé đúng không ạ? Đấy là chúng ta lưu ý về những cái biển báo như vậy. Các bạn ở Việt Nam, các bạn có thấy taxi trông lưu trang ở đâu không ạ? Đậu khắp nơi dọc đường. À không, taxi trông lưu trang mà. Ở Thái Bình em không thấy ở đâu. Ở sân bay em ạ. Ở sân bay Nội Bài ấy. Rồi ở một số bệnh viện lớn người ta cũng, tức là taxi thì cứ vào thôi nhá, taxi thì cứ vào, còn khách sẽ lên xe đầu tiên nha các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ làm luôn phần EBS topic luôn ạ. Đây, từ câu 1 đến câu 3 là Crimen Poco Armagen Thedavon Kurosipcho. Hãy chọn câu trả lời đúng. Chúng ta làm luôn các bạn nhé. Này. 22과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 술을 마시고 있습니다. 2. 담배를 피우고 있습니다. 3. 주차를 하고 있습니다. 4. 횡단보도를 건너고 있습니다. 2번 이 Chúng ta nghe lại câu đầu tiên nhé. 하고 있습니까? 1. 술을 마시고 있습니다. 2. 담배를 피우고 있습니다. 3. 주차를 하고 있습니다. 4. 횡단보도를 건너고 있습니다. 2번 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 전화를 하고 있습니다. 2. 사진을 찍고 있습니다. 3. 큰 소리로 떠들고 있습니다. 4. 쓰레기를 버리고 있습니다. 담배를 건너고 있습니다. 담배를 피우고 있습니다. 3. 2번 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 전화를 하고 있습니다. 2. 사진을 찍고 있습니다. 3. 큰 소리로 떠들고 있습니다. 4. 쓰레기를 버리고 있습니다. 3번 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 침을 뱉고 있습니다. 2. 지하철을 타고 있습니다. 3. 새치기를 하고 있습니다. 4. 큰 소리로 떠들고 있습니다. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 저희
고려극장을 찾아주신 여러분께 감사드립니다. 편안한 관람을 위해 몇 가지 안내 말씀을 드리겠습니다. 먼저, 극장 안에서는 물은 마실 수 있지만 음식물은 가지고 들어오면 안 됩니다. 그리고 공연 중에는 사진 촬영 금지니까 사진을 찍으면 안 됩니다. 마지막으로 휴대전화는 다른 사람들에게 방해가 될 수 있으니까 전화를 하지 마십시오. 그럼 즐거운 관람 되시길 바랍니다. 감사합니다. 22과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 술을 마시고 있습니다. 2. 담배를 피우고 있습니다. 3. 주차를 하고 있습니다. 4. 횡단보도를 건너고 있습니다. 2번 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 전화를 하고 있습니다. 2. 사진을 찍고 있습니다. 3. 큰 소리로 떠들고 있습니다. 4. 쓰레기를 버리고 있습니다. 3번 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 침을 뱉고 있습니다. 2. 지하철을 타고 있습니다. 3. 새치기를 하고 있습니다. 4. 큰 소리로 떠들고 있습니다. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 저희 고려극장을 찾아주신 여러분께 감사드립니다. 편안한 관람을 위해 몇 가지 안내 말씀을 드리겠습니다. 먼저, 극장 안에서는 물은 마실 수 있지만 음식물은 가지고 들어오면 안 됩니다. 그리고 공연 중에는 사진 촬영 금지니까 사진을 찍으면 안 됩니다. 마지막으로 휴대전화는 다른 사람들에게 방해가 될 수 있으니까 전화를 하지 마십시오. 그럼 즐거운 관람 되시길 바랍니다. 감사합니다. Các bạn làm luôn phần đọc hiểu bên dưới nhé.
Mọi người ơi, xong chưa? Xong rồi. Nè. Đây chúng ta là câu số 1 này chúng ta phần nghe ấy ạ. Tức gì? Thì chúng ta chọn ý mấy ạ? Hai. Hai tam bè đúng không ạ? Số 3 chọn ý mấy ạ? Câu số 2 chọn ý mấy ạ? 4. 4 đúng rồi, vượt ra. Câu số 3 thì chọn ý mấy ạ? 3. 3 nó xe chi kì đúng không ạ? Xe chi kì. Câu 4, câu 5. Đây là ở đâu ạ? Số 1 ạ. Số 1 kìa. Mới nghe không rõ. Nghe không rõ à? Chúng ta sẽ nghe lại cái này. Chàng. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 저희 고려 극장을 찾아주신 여러분께 감사드립니다. 고려 극장. 와. 고려 극장. 편안한 관람을 위해 몇 가지 안내 말씀을 드리겠습니다. 먼저 극장 안에서는 물은 마실 수 있지만 음식물은 가지고 들어오면 안 됩니다. 그리고 공연 중에는 사진 촬영 금지니까 사진을 찍으면 안 됩니다. 마지막으로 휴대전화는 다른 사람들에게 방해가 될 수 있으니까 전화를 하지 마십시오. 그럼 즐거운 관람 되시길 바랍니다. 감사합니다. Các bạn nghe có hiểu không? Đại khái là nó bảo là đây là một buổi biểu diễn này. Không phải. Giáp hát. Giáp hát. Hát. Đúng rồi. Đang có buổi công kiến. 안내 말씀을 드리겠습니다. 네. 여러분께 감사드립니다. Rất là cảm ơn các bạn quan tâm đến cái Korea Tuk Chang. 편안한 관람을 위해 몇 가지 안내 말씀을 드리겠습니다. Chúng tôi có mấy cái dành cho để chúng tôi có mấy cái để cho các bạn tham quan một cách thoải mái. 먼저 극장 안에서는 물은 마실 수 있지만 Đầu tiên là trong cực trang có thể tức là có thể uống nước được. 음식물은 가지고 들어오면 안 됩니다. Và mang những đồ nước uống, đồ ăn uống vào thì không được. Nước lọc thì được, nhưng đồ nước khác còn ăn đồ ăn thì không được. 그리고 공연 중에는 사진 촬영 금지니까 사진을 찍으면 안 됩니다. Và trong cái buổi công diễn ấy, thì là cái nơi không được chụp ảnh, cho nên các bạn đừng chụp ảnh. Các bạn nếu không mà các bạn chụp ảnh thì không được. 마지막으로 cuối cùng 휴대전화는 다른 사람들에게 방해가 될 수 있으니까 cuối cùng là cái sử dụng điện thoại nó gây khó chịu đối với người khác vì nó gây khó chịu đối với người khác. 전화를 하지 마십시오. Và chúng ta sẽ hãy đừng gọi điện, đừng sử dụng điện thoại. 그럼 즐거운 관람 되시길 바랍니다. 감사합니다. Rất là cảm ơn tới các vị quan khách. Thì bây giờ đây là ở đâu ạ? Công nhân trang đúng không ạ? Từ đơn này dùng qua thả đơn cơ sơn cô đơn xích cho. Hãy chọn cái khác với nội dung của đoạn văn. Cái nào khác ạ? 4 đúng 1. 1. Ý 1 đúng rồi, bởi vì đây là cái khác ạ. 물은 마시면 안 됩니다. Đây là uống nước thì không được. Mà trong đoạn này nói là vẫn được uống nước nhưng không được mang đồ ăn vào. Ok. Đấy là phần nghe. Còn bây giờ phần đọc. Cái này có hút thuốc gì là gì ạ? 3. 3. 3. 피우면 안 돼요. 피우면 안 됩니다. Than là bán, nếu bán thuốc lá thì không được, nếu mua thuốc lá thì không được, nếu hút thuốc lá thì không được, nếu mà vứt thuốc lá thì không được. Chúng ta là số 3.
Câu số 2 chúng ta biết là gì rồi ạ? Số 3 đúng không ạ? Chú Trang nhé, nắng đều. Số 1 là man chi miên ăn về cấm, nếu mà sờ thì không được. Sờ nhé, sờ thịt nhé. Tôi tên miên ăn tôi vì là nếu mà làm ổn thì không được. Chú cha miên ăn tôi vì là nếu đỗ xe thì không được. Phi ơ thả ni miên ăn tôi ổ thì là nếu mà chạy nhảy thì không được. Câu số 3 là gì đây ạ? 3. 3. Ý 3 đúng không? 3. Phải dùng hoan su ở khi là cấm sử dụng điện thoại. Số 1 là nếu mà mượn điện thoại. Ở đây có thể mượn điện thoại này. Câu số 1 là có thể mượn điện thoại, có thể sửa điện thoại, có thể không thể sử dụng điện thoại và không thể sạc điện thoại. Trung trơn là sạc, trung trơn là này. Câu 4 đến câu 5 thì các bạn chọn cái gì vào đây? Corona cùng nguồn ấy, cái gì đó, polymer ảnh tới như là vứt cái gì ra đường hoặc là ra công viên thì không được. Sureki đúng không ạ? Không công trang số rư kẻ cư si sa dông nghe ra hàm gì ta? Cái nơi công cộng ấy phải sử dụng cái sạch sẽ. Rồi câu số 5 chúng ta điền gì ạ? Khi để sở view manica cái gì hàm nhân ảnh tư mi ta? Khi đơn cần nơ tê thật ra khi cha ca hóa sơ sa vô cá đá sư mi ta. À, khi mà băng qua đường ấy thì đột nhiên đột ngột là xe nó đến ấy thì có thể xảy ra tai nạn, cho nên là cái này chúng ta là mô tan hành gian đúng không ạ? Ok, cái bài này chúng ta được mấy rồi ạ? Các bạn đều được 10 hết rồi ạ? Em 9. Hà Hiếu thế nào? Ngọc thế nào? 9 ạ. Em 9. Cũng làm em nhầm, em cứ nghe, em cứ từ nào nghe được là em có, chứ em nghe được từ nước thì em tưởng cơm nước. Thế Ngọc được mấy? 2 câu, sai 2 câu. 8. 8 à? 8 thì 10. Thì câu 5 thì em nghe thì cứ từ nào có là em... Câu 5 bên trên này á? Vâng, em nghe thấy từ nước xong từ cuối cùng nghe không có nên là chọn ngay câu đáp án 4. Hey. Đầu tiên là nghe thấy nước này, nghe thứ sau là lên sai chín này, xong cái thứ ba là trơn hoa này. Nước được uống mà ở đây nó bảo nếu uống nước thì không được, phải chọn cái này chứ. Thì em cứ nghe nước là phát em cứ tưởng là không được mang nước vào à? Vâng. Ok, này. Ok, 4 này chúng ta học lên đây các bạn nhé. Đấy. Ô nên nhớ cái cá chi gì ta? À, su bó xe ô. Nhưng khi chung bó xe ô. Đấy. Chẳng ra yêu. Nhưng khi chung bó xe ô. Đấy, khám xa mi ta.